Chào các bạn nha. Bữa nay bây giờ cái máy mình nó máy giặt nó hư, mình sửa thì trải kẹp hơi đó các bạn, mình lên sửa.
cho anh chạy cho các bạn coi nha. Giờ mình bấm cho chạy các bạn coi cho các bạn coi nha. Thôi clip này mình quay sửa hai cái kẹp tê đó các bạn. Đó, nãy nó bị gãy á, các bạn thấy cái bao nó bị lỗi đó không? Nó bị gãy á, nó bao nó bị lỗi vậy đó. Mình thay xong rồi đó. Rồi, thôi mình clip mình xin đáp ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye. Bây giờ đằng kia máy mình vẫn còn chạy nữa. Rồi, bye bye các bạn nha.